Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình Thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay, thứ ba ngày 24 tháng 8. Quân đội ra quân kiểm soát phòng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Quảng Nam, các đơn vị quân đội sẽ tiếp tục tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. COVID-19 có thể lây lan giữa các tòa nhà. Thưa quý vị, tối qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành chỉ thị số 14 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và chỉ thị số 56 ngày 7 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều cơ quan, đơn vị địa phương đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt kịp thời các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư đã ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Nam và đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tăng nhanh, gây tổn hại đến sức khỏe, đời sống của nhân dân và làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghị quyết của Quốc hội, công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống đại dịch COVID-19. Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao hơn nữa trong tình hình cấp bách hiện nay, nhất là vào thời điểm mùa mưa bão sắp đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu. 1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể Chính trị xã hội các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản của tỉnh. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch. 2. Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Tập trung huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc và phương châm 4 tại chỗ cộng 5K cộng vaccine cộng công nghệ nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết trước hết. Thực hiện tốt các giải pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ giám sát tuyên truyền phòng chống COVID-19 tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư nhằm theo dõi kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra vào địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực tập trung đông người, dễ nguy cơ lây nhiễm, có biện pháp giãn cách phù hợp ở các chợ, cảng cá, siêu thị, trường học, bệnh viện, đảm bảo an toàn cao nhất. 3. Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phòng chống dịch và xử lý khi dịch bùng phát, phương án phòng chống dịch theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh, nguy cơ cao, nguy cơ thấp theo từng địa bàn khu dân cư, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, phương án phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong các khu cụm công nghiệp, trong trường học, bệnh viện, chủ động xây dựng kịch bản cao nhất, đặc biệt khi dịch bệnh bùng phát, không để bất ngờ bị động, sẵn sàng kích hoạt các bệnh viện dã chiến. Các cơ sở y tế triển khai ngay các phương án để chủ động phòng chống dịch bệnh và công tác khám chữa bệnh, kể cả tư nhân, kiểm soát bảo đảm an toàn dịch tễ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch COVID-19, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, các cơ sở khám chữa bệnh và trong lực lượng tham gia phòng chống dịch. Có phương án kịch bản dự trữ đủ nguồn sinh phẩm và vật tư phục vụ xét nghiệm, máy móc phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở điều trị, nhân lực bác sĩ, điều dưỡng và các trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo việc phân tầng điều trị. Tập trung đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng đối tượng, thứ tự ưu tiên, địa bàn nguy cơ dễ lây nhiễm, kịp thời, an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để vaccine hết hạn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vaccine, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vaccine, đồng thời chú trọng bảo quản vaccine, nâng cao năng lực tiêm phòng. Siết chặt hơn nữa các chốt kiểm soát đường biên trên toàn tuyến biên giới và vùng giáp ranh với các tỉnh bạn, thường xuyên kiểm tra giám sát và có chế tài xử lý nghiêm các khu cách ly tập trung vi phạm quy định trong phòng chống dịch, không để xảy ra tình trạng chặt ngoài lỏng trong, ngoài ra giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội,
bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là ở khu phong tỏa, cách ly, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Trong đó cần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tinh thần xác định rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó. Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp, nhất là ở các khu cụm công nghiệp, doanh nghiệp nào không có phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 và để lây lan trong cộng đồng thì cho ngừng sản xuất. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, nhất là phương án dự trữ lương thực, thực phẩm tại chỗ, đảm bảo phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai và phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể với phương châm 4 tại chỗ khi bị thiệt hại kép, bão lũ và dịch bệnh COVID-19. Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn các phản ứng cực đoan, thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh, thiên tai để trục lợi và gây mất an ninh trật tự. 4. Ban dân vận tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thể chính trị xã hội các cấp tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, đoàn viên, hội viên, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng chống dịch cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong thiên tai dịch bệnh, có giải pháp thiết thực chăm lo hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế. 5. Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội, xử lý kịp thời khủng hoảng truyền thông, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong phòng chống dịch, tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng chống dịch, nhất là sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Tăng cường việc cung cấp, lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, tránh khai thác, đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. 6. Ban cán sự đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, giúp Ban thường vụ tỉnh ủy theo dõi việc thực hiện chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời về Ban thường vụ tỉnh ủy xem xét quyết định. Ban thường vụ tỉnh ủy kêu gọi toàn đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sớm đưa tỉnh Quảng Nam trở lại trạng thái bình thường mới. Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ và thay thế chỉ thị số 56 ngày 7 tháng 8 năm 2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư tỉnh ủy Phan Việt Cường. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với Sư đoàn 315 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 về việc đề nghị hỗ trợ cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Văn Lý, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 315 cho biết, Sư đoàn đã phối hợp tổ chức tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, đảm bảo 100% quân số lực lượng làm nhiệm vụ cách ly y tế được tiêm vaccine, đồng thời phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ra soát lực lượng trang bị, tham gia thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân mức độ nhẹ. Từ ngày 21 tháng 5 năm 2020 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận cách ly 12 đợt công dân Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài và 2.394 công dân F1 của thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Trong đó đã phát hiện và chuyển viện 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, chuyển viện 25 trường hợp bệnh lý cấp cứu và các trường hợp liên quan thai sản, theo dõi, điều trị tại khu cách ly 30 trường hợp theo phân cấp cứu chữa điều trị của tuyến. Hiện quân khu giao cho Sư đoàn 315 thành lập 2 khu cách ly y tế tại Trung đoàn 733 và Trung đoàn 142, tiếp nhận người nhập cảnh và người nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Khả năng tiếp nhận khoảng 440 công dân. Lực lượng đề nghị Sở Y tế Quảng Nam bố trí xe cứu thương trực tại cơ quan sẵn sàng cơ động vào khu cách ly khi có tình huống chuyển viện. Công an bố trí tổ công tác trực tại cơ quan sẵn sàng cơ động, ứng phó khi có tình huống xảy ra tại khu cách ly. Thượng tá Trần Xuân Lương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cho biết sẵn sàng hỗ trợ lực lượng phương tiện vận chuyển, hỗ trợ cách ly.
các đơn vị sẽ phát huy hết khả năng của mình, phối hợp cùng các ban ngành địa phương trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn và tổ chức cách ly công dân về từ vùng dịch COVID-19 trên địa bàn. Sắp đến năm học mới, địa phương mong muốn bàn giao mặt bằng các cơ sở trường học được trưng dụng làm khu cách ly cho ngành giáo dục để chuẩn bị triển khai công tác năm học mới 2021-2022. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao công tác hỗ trợ của hai đơn vị, Sư đoàn 315 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 thời gian qua và giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với hai đơn vị vận hành đưa vào sử dụng khu cách ly phòng chống COVID-19 của tỉnh, đồng thời phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 hỗ trợ lực lượng phương tiện vận chuyển, hỗ trợ cách ly COVID-19 và mong muốn thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục chung sức chung lòng hỗ trợ tỉnh phòng chống tốt dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều chuyến xe đưa đón bà con từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê. Chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đến thăm hỏi và tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho đội lái xe Thaco July đã kịp thời tài trợ phương tiện và đội lái xe để đưa đón bà con về. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Thaco July đã kịp thời hỗ trợ đưa đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê, gồm 73 xe với sức chở 3.226 người dân, máy bay 2 chuyến hồi đồng hương cộng 2 chuyến thu phí về Tam Kỳ, gồm 912 người. Như vậy đón được 4.138 bà con từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Cũng trong đợt dịch lần này, có 2.390 người dân từ thành phố Đà Nẵng được đón về 13 huyện, thị, thành phố của tỉnh trước 18 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Như vậy, tính đến ngày 19 tháng 8, 6.528 người được về quê. Thaco July cũng kịp thời hỗ trợ 100.000 test nhanh COVID-19 và chiếc xe tiêm chủng lưu động. Thời gian đến sẽ tiếp tục hỗ trợ hệ thống oxy trung tâm. Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho đội lái xe Thaco July với số tiền 30 triệu đồng đã có những chuyến xe đưa đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về an toàn, cũng như trong quá trình vận chuyển đã ân cần thăm hỏi động viên bà con trong suốt quá trình di chuyển từ vùng dịch COVID-19 về quê Quảng Nam. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn ban hành quyết định số 1026 về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Quế Sơn. Theo đó, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đối với địa bàn thị trấn Đông Phú trong thời gian 7 ngày, kể từ 12 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021. Đối với các xã thị trấn còn lại, tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 của Thủ tướng. Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn yêu cầu công an huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn lập các điểm chốt chặn để kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào địa bàn thị trấn Đông Phú theo đúng quy định. Quyết định áp dụng chỉ thị 16 đối với địa bàn thị trấn Đông Phú được thực hiện khi địa phương này ghi nhận 2 ca bệnh COVID-19 cùng trú tại tổ dân phố Thuận An, đều liên quan đến ổ dịch thôn Cẩm Tú của xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 8, Hiệp Đức tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn huyện. Theo kế hoạch, toàn huyện sẽ tiến hành xét nghiệm cho trên 7.000 mẫu theo phương pháp xét nghiệm PCR, mẫu gộp 10 người, một ống môi trường. Đến sáng ngày 23 tháng 8 đã xét nghiệm cho 2.647 mẫu của người dân 7 xã Bình Lâm, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Phước Gia, Phước Trà, Bình Sơn và thị trấn Tân Bình. Đại diện hộ gia đình lấy một mẫu xét nghiệm. Để hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã cử 40 cán bộ giúp Hiệp Đức truy vết lấy mẫu xét nghiệm. Trước đó, trong các ngày từ 20 đến 22 tháng 8, Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm cho trên 6.500 mẫu thuộc các xã Thăng Phước, Quế Lưu, chợ Việt An, Quế Thọ và thị trấn Tân Bình. Qua xét nghiệm, đã phát hiện 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Nhằm quản lý chặt di biến động của người ra vào vùng dịch, Công an tỉnh đã triển khai thí điểm phần mềm quản lý di biến động dân cư tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tiến hành triển khai cài đặt sử dụng thí điểm phần mềm quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch tại 26 trên 62 chốt kiểm soát dịch bệnh là cửa ngõ của tỉnh Quảng Nam. Với phần mềm này, công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế qua máy tính, điện thoại thông minh
có kết nối Internet trước khi đi qua trạm kiểm soát dịch bệnh, tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú. Sau khi nhập đủ thông tin, hệ thống sẽ sinh ra mã QR code. Cán bộ công an tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin công dân khai báo y tế bằng QR code, đối chiếu, xác nhận thông tin với chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người dân trên hệ thống. Trường hợp công dân không có điện thoại smartphone, cán bộ trạm kiểm soát phát phiếu khai báo y tế cho người dân kê khai. Dữ liệu sau khi công dân kê khai được xử lý hàng ngày trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo về công an cấp xã nơi công dân đi đến để quản lý. Để nhanh chóng thuận tiện kê khai qua chốt kiểm dịch, người dân cần chủ động kê khai trước thông tin tại trang web sukhoe.dancuquocgia.gov.vn, tạo mã QR để kiểm tra qua chốt kiểm dịch. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2021, sáng qua, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân và biết ơn sâu sắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tài năng quân sự xuất chúng, nhà văn hóa lớn và nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế. Một vị tướng lỗi lạc đã dày công vun đắp xây dựng quân đội ta ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, bách chiến, bách thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25 tháng 8 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho nghèo, giàu lòng yêu nước. Đại tướng là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một thầy giáo dạy lịch sử trở thành đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tên tuổi và sự nghiệp của ông không chỉ được khắc ghi trong lịch sử dân tộc mà còn lừng danh thế giới và luôn sáng ngời mãi trong lòng dân. Cuộc đời, nhân cách và những cống hiến to lớn của đại tướng sẽ mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Sáng qua tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng phòng chống dịch COVID-19 cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam. Lần này, Học viện Quân y điều động 1.096 cán bộ, nhân viên, học viên dài hạn quân y từ năm thứ 3 đến năm thứ 6. Toàn bộ lực lượng của Học viện đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và đã được tập huấn các kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19 trước khi lên đường. Lực lượng sẽ được triển khai thành 451 tổ quân y cơ động trạm y tế xã phường, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Bộ Quốc phòng tại khu vực phía Nam, nhận nhiệm vụ tại các xã phường tại thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện cùng ăn cùng ở với nhân dân để hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại địa phương. Trọng tâm nhiệm vụ lần này là lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường, quản lý chăm sóc các trường hợp F0 cách ly điều trị tại gia đình, phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, lực lượng quân đội đã đồng loạt được triển khai tăng cường tại các chốt kiểm soát ở 312 xã phường thị trấn của thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt trong công tác chốt chặn, kiểm soát, kiểm tra người và phương tiện, siết chặt giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Đúng 0 giờ ngày 23 tháng 8, các chiến sĩ sư đoàn bộ binh 5 quân khu 7 chi viện từ Tây Ninh ra quân tuần tra kiểm soát địa bàn quận Gò Vấp, quận 12. Lực lượng quân đội cùng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ tỏa về các chốt kiểm soát tại các phường và chốt kiểm soát liên quận, túc trực 24/24 giờ để kiểm tra kiểm soát người và xe qua lại, siết chặt việc giãn cách xã hội. Sự có mặt của bộ đội không chỉ giúp tăng cường lực lượng cho công tác phòng chống dịch mà còn giúp nâng cao kỷ cương, ý thức chấp hành của người dân, đảm bảo thực hiện đúng quy định về giãn cách. Bộ đội cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, ban ngành đoàn thể địa phương đảm bảo an sinh xã hội, giúp cung cấp hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến với người dân trên địa bàn. Trong đợt cao điểm này, Bộ Quốc phòng dự kiến huy động khoảng 35.000 dân quân tự vệ, gồm hàng ngàn quân chủ lực từ quân khu 7, quân đoàn 4 tham gia chống dịch.
trong khi Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang triển khai hơn 30.000 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch. Đơn vị cũng vừa xuất quân 310 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ vận chuyển, cung cấp lương thực, thực phẩm và đi chợ giúp dân. Thưa quý vị, những người truy vết COVID-19 là lực lượng tuyến đầu đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống, khoanh vùng, dập dịch. Họ phải hết sức thận trọng, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để chặn đứng nguồn lây lan dịch. Ghi nhận về công tác truy vết COVID-19 tại thị xã Điện Bàn, địa phương giáp ranh với thành phố Đà Nẵng và thường xuất hiện nhiều ca dương tính qua các đợt COVID-19, sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những người đang làm công tác này. Theo chân anh Nguyễn Phước Lâm, đến thôn Triêm Đông 1, xã Điện Phước để lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng nơi đây, mới cảm nhận được công việc mà nhiều chiến sĩ áo trắng đang thực hiện. Đó là việc truy vết, giống như một cuộc rượt đuổi, chạy đua với thời gian. Nếu chậm trễ một phút thì khó khăn sẽ nhân đôi, nhân ba. Mạng lưới ca bệnh sẽ tiếp tục lan nhanh từng giờ. Chỉ trong vòng 3 ngày tại thị xã Điện Bàn, các chiến sĩ áo trắng đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hơn 26.000 lượt người. Đối với thanh niên tuổi trẻ tụi em thì em thấy công việc rất bình thường, mặc dù giờ giấc là hơi khó khăn. Tụi em tỷ là nhiều khi đi chống dịch trong đêm, hoặc có thể đi sớm hoặc về trễ, hoặc có thể là làm cho dân mình hết kế hoạch buổi sáng là có thể làm qua trưa hoặc là qua buổi tối, thì tụi em thấy hơi nhiều khi đói bụng, nhưng mà thôi, các thanh niên tụi em thì chịu khó tí cũng được chứ không sao. Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này, thị xã Điện Bàn có 44 ca mắc COVID-19, trong đó 6 ca cộng đồng. Vì vậy, việc truy vết, khoanh vùng dập dịch cũng gặp nhiều khó khăn vất vả. Nếu người dân không phối hợp với lực lượng chức năng, thì khi dịch lan rộng sẽ khó đủ người làm công tác phòng chống dịch. Bởi ngay cả bản thân các y bác sĩ cũng phải giữ gìn sức khỏe, nhất là khi diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp như hiện nay. Điện Bàn cùng với CDC tổ chức triển khai diện rộng. Qua cái việc xét nghiệm này, có thể nói là Điện Bàn đã chủ động trước một bước để mà tầm soát, kiểm soát cái tình hình dịch của Điện Bàn trong thời gian tới. Để việc điều tra truy vết đạt hiệu quả, CDC Quảng Nam đã có những kế hoạch triển khai cụ thể, chỉ định và phân công cán bộ cụ thể thực hiện điều tra truy vết ở các mốc dịch tễ cụ thể. Căn cứ vào thông tin khai của từng trường hợp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh và các đơn vị liên quan từ các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh sẽ nhanh chóng tổng hợp phân tích để có cách xử lý phù hợp như cách ly tập trung hay cách ly tại nhà. Chỉ riêng việc điều tra truy vết có thể thấy y tế cơ sở vất vả như thế nào. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực hết sức, đội ngũ cán bộ truy vết từ tỉnh đến cơ sở hiện nay, với sự cố gắng nỗ lực không quản ngày đêm để có thể thực hiện việc sàng lọc một cách nhanh nhất là công sức của toàn hệ thống y tế. Với cái mục đích là bóc tách ra tất cả những người, những ca mà F0 có trong cộng đồng để làm sạch và mở rộng cái vùng xanh, giữ cái vùng xanh chúng ta để cho nó tốt trong công tác phòng chống dịch. Trong những ngày vừa qua, tại các địa phương được cho là điểm nóng dịch COVID-19 như Đại Lộc, Hiệp Đức, Điện Bàn đã xuất hiện các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng với tốc độ lây lan khó lường. Công tác điều tra truy vết các ca bệnh và những trường hợp liên quan trong cộng đồng đã được CDC Quảng Nam khẩn trương dồn hết sức lực, chỉ để mong cuộc chiến này mau kết thúc, đưa cuộc sống sinh hoạt của người dân trở lại bình yên. Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Thưa quý vị, một nghiên cứu mới được các nhà khoa học Trung Quốc công bố cho rằng cần chú ý đến nguy cơ bụi khí chứa SARS-CoV-2 có thể lây lan giữa các tòa nhà gần nhau được dùng làm nơi cách ly tập trung. Nghiên cứu tìm ra rằng virus lây qua bụi khí, những giọt nước nhỏ li ti chứa virus mà con người có thể hít vào, có thể lưu thông nhờ máy điều hòa không khí, cũng như việc đóng hoặc mở cửa chính và cửa sổ. Vì thế, nghiên cứu nói rằng cần giám sát lưu thông không khí trong các phòng cách ly cho bệnh nhân COVID-19 và sát khuẩn những khu vực đó. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu thực địa ở bệnh viện. Họ dùng vi cầu huỳnh quang để mô phỏng và quan sát sự khuếch tán của các hạt bụi khí trong không khí để từ đó xác định con đường lây nhiễm của virus. Kết quả thử nghiệm cho thấy việc vận hành các máy điều hòa không khí, việc mở và đóng cửa sổ và những hoạt động thông thường của con người có thể ảnh hưởng đến sự phát tán của bụi khí giữa các tòa nhà nằm gần nhau. Mới đây, Ngoại trưởng chỉ định của Iran cho biết Iran sẵn sàng tham gia đàm phán hạt nhân nếu thấy cuộc đàm phán hợp lý và vì lợi ích của người dân nước này. Hãng thông tấn chính thức của Iran,
IRNA dẫn lời ông Abdullahian phát biểu trước Quốc hội nước này khẳng định sẽ không bao giờ rời bỏ nếu bàn đàm phán hợp lý, có thẩm quyền và có sự hiểu biết. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Bộ Ngoại giao Iran sẽ không bị ràng buộc vào thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và Tehran sẽ không lãng phí thời gian cho những cuộc đàm phán không có lợi cho người dân nước này. Tuyên bố của ông Abdullahian được đưa ra trong bối cảnh các bên liên quan đang hối thúc Iran nối lại đàm phán hạt nhân do quan ngại nước này vẫn đang tiếp tục làm giàu urani, một trong những hành động được xem là vi phạm cam kết của chính Iran trong thỏa thuận năm 2015. Bắt đầu từ 24 tháng 8, Paralympic Tokyo 2020 chính thức khai mạc. Vì thế, nước chủ nhà Nhật Bản đã phải đẩy mạnh các biện pháp chống dịch quyết liệt để bảo đảm sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp. Việc siết chặt các biện pháp chống dịch được Nhật Bản tiến hành trong bối cảnh mối lo về dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bao trùm thủ đô Tokyo. Khi dịch tiếp tục diễn biến phức tạp và số ca mắc liên quan tới Paralympic đã tăng lên tới 131 ca. Theo thông báo trước đó, để đảm bảo an toàn phòng dịch, tất cả các nội dung tranh tài tại Thế vận hội người khuyết tật sắp tới ở Tokyo sẽ không có khán giả. Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, với sự tham gia của khoảng 4.400 vận động viên từ gần 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 86%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, độ ẩm từ 48 đến 83%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm từ 53 đến 88%, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 40 đến 95%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, độ ẩm từ 42 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Rau mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, độ ẩm từ 45 đến 96%, gió nhẹ. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ và 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.